con hào thiên nhiên nè, cà bá luôn, cái lù luôn. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Càng Gỗ Vlog. Và ngày hôm nay thì là ngày mùng 5 Tết mọi người, thì Huy đang có mặt ở tại quê nhà của Huy, là đất mũi Cà Mau nha mọi người. Ở đây là vuông nè. Đó, mọi người nhìn thấy khung cảnh hữu tình không? Ở Sài Gòn thì mọi người ăn hàu thì phải ra quán nhậu, những cái quán hải sản để mình mua mình ăn, cũng như là mình vô quán mình nhậu rồi mình ăn. Thì mình ăn phải tốn tiền mọi người. Thì còn ở quê của Huy á, là hào rồi mình ăn thì chỉ có đi xuống cống nè, mình đâu coi. Thì ngày hôm nay thì cống ở bên ngoài á, thì nước nó rồng á mọi người, cho nên là nó cạn hết trơn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ xuống mình đục hào. Ok, mời mọi người cùng theo chúng mình nha. Mọi người, bây giờ này Huy đi xuống cống rồi nha. Đây là những con hào mà nó bám ở trên cái cống ở dưới vùng nè. Đây, bên này nữa nha. Giờ thì mình sẽ kiếm những con hào nào mà to nhất rồi mình sẽ đục. Đây nè, những con hào này là sẽ được đục nè mọi người. Cái này mới đục hôm qua quá, chắc thằng quỷ nó về chứ nó đục rồi quá. Ai út mà. Còn đây nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình tranh thủ mình đục thôi mọi người. Đây, một con nữa. Hai của mình nha mọi người, đây là anh ruột của mình luôn. Thì Huy thì một mình ở dưới cống thì không có cầm máy quay được, nhờ em ở trên nó cầm giùm, nó quay giùm. Bây giờ mình kêu anh hai mình xuống đây để trực tiếp quay để cho Huy đục hào, cái con hào trực tiếp cho mọi người xem nha. Thì các bạn đây nha mọi người, đụng con đó nha, con này nhỏ. Đây con này luôn nè. Những con hào này ăn nó mới ngon nha mọi người. Con hào mà đa số Sài Gòn mình đi quán nhậu là hào nuôi nha. Đây là thiên nhiên. Con này có nhỏ. Con một đấm hào luôn. Đây, một con. Con này ú ú nè. Bỏ lên có con này quá. Đây ốc nè. Ốc này là con ốc đá. Ốc đá. Đây con ốc nè. Ốc đá nè mọi người. Đó, ốc đó. Ờ, nó nhỏ quá. Ừ. Con này hơi nhỏ.
nay chấm tù tạt là hết ý luôn. Mọi người nãy giờ đục được nhiêu đây nè? Hơn 2kg nha mọi người. Ok thì đục thêm chút xíu nữa, mình cũng tranh thủ mình lên mình chế biến món ăn thôi mọi người. Cái này thì ngày hôm nay Huy sẽ làm một cái món gì đó để truyền tải đến cho tất cả mọi người, cũng như là cái video đầu năm. Đây nè mọi người, ú đu luôn, hai con luôn, con này con nè, đây con nè, hai vỏ. Ôi, nó ú đu luôn, quá luôn. Con này ú lắm nè. Đây nè mọi người, nhìn con hào thiên nhiên nè, cà bá luôn, ú nu nu. Con này đây nè, đâu thay. Chụp má có cua đá này luôn. Nè cua đá nè, có cua đá luôn nha mọi người. Con này ở Sài Gòn á, là ở Cần Giờ người ta kêu là con cúm nè. Ở quê thì mình ăn những cái món hải sản dân dã như thế này thì không có tốn tiền. Còn ở Sài Gòn thì muốn ăn thì phải ra quán mà nó không có được thiên nhiên đó mọi người. Còn ở dưới Cà Mau quê của Huy thì hào tất cả đều là thiên nhiên. Đây là nó đóng với vô cống đó mọi người. Thì mình chỉ đục lên rồi mình chế biến mình ăn thôi chứ không có tốn tiền gì cả. Còn ở Sài Gòn thì ăn thì phải vào quán và phải chi. Nãy giờ cái này là hơn 3kg nha mọi người. Hơn 3kg hào. Wow. Mấy con này mình tách ra nè mọi người, nhìn nè. Nó u đu luôn. Nè. Mấy con này bự hơn nè, hào sữa nè. Tiếp luôn. Nhà mấy bự. Ok. Nãy giờ thì hai anh em mình đục cũng được mớ mọi người. Nãy giờ thì lúc đầu thì Huy đục, anh hai Huy cầm máy. Còn sau thì anh hai đục Huy cầm máy cho quay cho mọi người. Anh hai cho em xem cái số hào nãy giờ anh hai. Quá wow, bự vậy. Ô đục hào nhà báo nha mọi người. Em xem cái thành quả mà từ nãy đến giờ Huy với là anh hai Huy đục được nha. Đây là hào thiên nhiên 100% nha mọi người. Đây, nãy giờ cái này có khoảng nhiêu anh hai ha? Mình khoảng 4 kg á. 4 kg hả? Chà. Xây mồi nữa rồi nha mọi người. Lên đây. Thôi tao đi chạy cho chắc. Sợ đứt chân hả? Tụi con mà sợ mấy hàng nó xíu cho nổi. Trời ơi, cá mà nó cười nhìn ngã. Đi đường này cho nó làm. Thôi cười. Cười lại đi con, cười lại đi chồng. Cười lại cháu. Đây là chị dâu mình nha mọi người, quê hương Quảng Nam. Đây là mấy đứa cháu. Đây, ok thì bây giờ mình tranh thủ mình chế biến món ăn thôi ha.
trời của tất cả mọi người thì đây là thành quả của mình đây. Nào đây. Và đây Huy có chuẩn bị ở đây một chai mù tạt và hai cái trứng da chó, hai trái chanh. Đây là chai nước tương Hùng Việt, đơn vị Việt, Việt Nam. Ok. Bây giờ mình tiến hành mình chế biến nước chấm nha mọi người. Nặng mù tạt cho mọi người. Đó. Rồi. Thăm ngàn. Cắt đuôi đi. Mình sẽ cho nước tương vô. Rồi này tới công chuyện rồi nha mọi người. Chảy nước miếng à. Ây da. Ôi cái dao này nó bén. Bén máu. Thì thôi nhé luôn. Đây. Chanh. Chanh. Đấm luôn. Cái này là đặc nguyên chất mà. Còn cận này có anh Hiếu là thì thôi nhé luôn nè anh Hiếu ơi. Tiến hành mình chiến thôi mọi người. Đây. Hồi nãy thấy mới có mấy con hàu sữa mà bây giờ nó lạc lồi ở đâu mất tiêu rồi. Đây nè. Này là hàu thiên nhiên nha mọi người. Hàu nó đóng cống á, hàu thiên nhiên 100% luôn. Và cái này nãy quên mua mấy trái dưa leo ha. Mình chấm cái cho nó tới công chuyện. Đây. Nhưng mà tất cả mọi người nha. Trời ơi rồi. Cái này nó tắm luôn rồi. Tắm luôn rồi nha. Đây. Chào mọi người nha. Tới rồi. Lần đầu tiên ăn hào nha mọi người. Sao, sao, cảm giác sao? Đừng để cho sạc. Áo điện nha. Đừng để cho sạc. Áo ra. Ngay đi. Ở có chồng về miền Tây, có chồng về vùng quê Cà Mau hải sản nhưng mà không biết ăn hàu. Lần đầu tiên được trải nghiệm ăn hàu đó nha mọi người. Mà ăn hàu với mù tạt nữa chứ. Nước mắt chảy luôn rồi. Nước mắt luôn rồi. Đây, giờ mình ăn cái con này nha. Ngon thì anh. Này là hàu, này là tất cả những cái này là thiên nhiên hết nha mọi người. Này nó là hàu nó đóng cống rồi mình xuống rồi mình chiến thôi. Chứ còn ở Sài Gòn nếu mà một khi mà muốn ăn mấy cái này á phải ra quán. Phải ra quán thì sao? Phải kêu bác hồ dẫn lối. Ngon. Nó này nó đỉnh đạo luôn á. Để sạc nha. Kìm sao đừng để sạc. À. Sạc là tới không chị? À, sao chị ơi? Ổn không? Đã quá. Đã quá. Đây.